Giờ con đến trước ngôi Thiên Chúa Nguyện thờ phượng đấng con yêu thương Giờ con đến trước ngôi Vinh Hiển Lòng này nguyện thờ phượng Chúa Mỗi chúng ta hãy nói lên từ đáy lòng của chúng ta Con đến trước ngôi Chúa giờ này Nguyện thờ phượng đấng con yêu thương

Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong Nehemi đoạn 8 Câu 1 cho đến câu thứ 10 Tôi xin tuyên đọc lời Chúa Nehemi đoạn 8 Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người Tại phố ở trước cửa nước Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo Xin người đem quyển sách luật pháp của mô Mà Đức Giê-va đã truyền dạy cho Israel Ngày mùng 1 Tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại trước ở trước cửa nước đọc trong quyển sách ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc luật pháp thầy thông giáo Israel đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Ma Thi Sema, Anaya, Uri, Hinkia và Ma A seya, đứng gần ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaya, Misael, Mankia, Hasum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Zeva Đức Chúa trời cao cả, cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Zeva. Jesus bani serbia yamin akut sebetia hodia maesaya kelita asaria yosabat hanan belaya và người levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp và dân sự đứng tại chỗ mình họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức chúa trời rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê Vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vật gì béo uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho chúa của chúng ta chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của đức giê là sức lực của các ngươi amen hợp hình bao tuổi tôi chất trên ngài chúa không hề nao núng bởi tôi chúa gieo thân mình ôi tình yêu quá tuyệt vời cớ sao người trong quên tình yêu giê xu hiệu dấu tình ấy tôi nào dám quên tâm tư ngỡ như mây ngàn đêm bay theo gió có khi nào đơn chiến giê

trên ngai chúa không hề nao núng bởi tôi chúa gieo thân mình ôi tình yêu quá tuyệt vời Cái sao người trong quê giê xu thường đi bên tôi chúa hàng trăm sống tôi sao mà chẳng quên giê ngài yêu tôi mãi tình đó khi nào có phai? suy tư suốt cả đêm ngày Mùa hè năm nay chúng ta học sách Nehemi Chúng ta còn học bài hôm nay và bài vào Chủ nhật ngày 16 nữa Chủ nhật tuần tới là ngày trường Chủ nhật Chúng ta sẽ có một bài học đặc biệt Chúng ta đã học và biết Nehemi là một nhà lãnh đạo tài ba Với khải tượng, với kế hoạch, với hành động Và ông đã biết làm thế nào để ứng phó với chống đối Ông cũng là một con người liêm chính Và đã có những quyết định khôn ngoan để không bị hại về phương diện thể xác cũng như tinh thần tất cả tài lãnh đạo đó liên quan đến việc tái thiết tường thành jerusalem bị sụp đổ mà chúng ta đã học trong sáu tuần vừa qua nhưng nehemi chẳng những là người tái thiết tường thành ông cũng là người tái thiết tinh thần nói đúng hơn ông cũng là người chấn hưng đạo đức đem lại phục hưng tâm linh cho con dân của chúa Chúng ta biết đến Nehemi chẳng những là người xây dựng lại tường thành Nhưng ông cũng là người đem lại phục hưng cho con dân của Chúa Bảy chương đầu của sách Nehemi nói về việc xây lại tường thành Và những chương còn lại của sách Nehemi cho chúng ta thấy Ông đã chấn hưng đạo đức đem lại phục hưng cho con dân của Chúa Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện trước khi cùng học lời Chúa buổi sáng hôm nay Chính lại Đức Chúa Trời là Đấng đã dùng Nehemi để tái thiết tường thành Jerusalem lãnh đạo con dân của Chúa. Ông cũng là người đã đem lại phục hưng cho con dân của Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa ra, chúng con muốn học theo gương của Nehemi, xin giúp cho chính mình con, giúp cho mỗi ông bà anh chị em chúng con tại đây nghe được lời của Chúa, hiểu được lời của Chúa và đáp ứng đúng với lời của Chúa như con dân của Chúa ngày xưa đã làm. Chúng con tạ ơn Ngài con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Từ đề có bài giảng hôm nay là phục hưng. Phục hưng có nghĩa là làm cho sống lại, làm cho tươi mới trở lại với tình trạng tốt đẹp ban đầu. Hơn lúc nào hết quý vị và tôi, hội thánh của Chúa cũng như đất nước này cần có một cơn phục hưng. Chúng ta cần có một sự thay đổi chuyển mình, không thể ở trong tình trạng thuộc linh uể oải, thiếu sự sống của Chúa chúng ta hãy xem Nehemi và con dân của chúa đã được phục hưng như thế nào và ước mong mỗi chúng ta cũng được phục hưng như vậy những câu hỏi chúng ta trả lời nó đúng hơn có hai câu hỏi chúng ta trả lời buổi sáng hôm nay quý vị có trong thời gian bài câu hỏi thứ nhất là phục hưng bắt đầu như thế nào và thứ nhì phục hưng đem lại những kết quả nào chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi này dựa vào lời chúa dạy buổi sáng hôm nay trước hết là phục hưng bắt đầu như thế nào có ít nhất là ba điều được ghi lại ở đây trong lời của Chúa. Trước hết phục hưng đã bắt đầu khi con dân của Chúa ý thức tầm quan trọng của yếu tố tâm linh. Ý thức được tầm quan trọng của yếu tố tâm linh. Nehemi đoạn 6 câu thứ 15 cho biết là việc tái thiết vách thành Jerusalem được hoàn tất vào ngày 25 của tháng Elul Đoạn 6 của 15 Vậy ngày 25 tháng Elul vách thành sửa xong hết 52 ngày Và câu chuyện chúng ta đọc hôm nay Xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 7 của người Do Thái Tức là tháng Tishri Tháng Elul và tháng Tishri là hai tháng kế nhau Giống như tháng 6 và tháng 7 của chúng ta vậy Theo lịch Do Thái thì khoảng cách này giữa hai ngày này là 6 ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 theo lịch Do Thái chúng ta thấy trong câu 2, ngày mùng 1 tháng 7 là câu chuyện chúng ta đọc ở trong chương 8 này. Như vậy, con dân của Chúa vừa hoàn thành xong việc sửa vách thành thì họ tập trung ngay vào vấn đề tâm linh. Nghe lời Chúa dạy và làm theo lời Chúa dạy. Đây là một gương sáng của con dân Chúa mà chúng ta ngày nay phải bắt chước. Có nhiều nhà thờ có nhiều hội thánh ngày nay tập trung quá nhiều thì giờ tiền bạc, sức lực và việc xây cất cơ sở vật chất mà bỏ qua yếu tố tâm linh. Xây dựng vật chất là điều cần thiết, là điều phải có. Không được sao lãng như chúng ta đã thấy trong 6 bài học vừa qua. Tuy nhiên, xây dựng tâm linh là điều quan trọng hơn cũng cần được chú tâm. Đã có những hội thánh lo tạo mãi cơ sở và khi có cơ sở rồi thì không còn mục sư nữa, không có tín đồ nữa vì những tranh chấp ở trong hội thánh. Cũng có những hội thánh sau khi mua cơ sở hay là sau khi xây dựng cơ sở là có chia rẽ trong hội thánh bởi vì có nhiều ý kiến quá hội thánh của chúng ta cần có cơ sở hội thánh chúng ta cần chỉnh trang cơ sở nhưng cũng cần có đời sống tâm linh vững mạnh và tươi mới cần có một phục hưng tâm linh như con dân của chúa ngày xưa vì vậy song song với tái thiết tường thành là tái thiết đời sống tâm linh quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy chúng ta cần xây dựng cơ sở cần có những yếu tố vật chất của ngôi nhà thờ này nhưng mà vấn đề tâm linh của chúng ta chúng ta cần phải chỉnh đốn chỉnh trang làm tươi mới lại đó là điều thứ nhất mà con dân của Chúa đã làm họ để ý đến yếu tố tâm linh ở trong đời sống của họ cái điểm thứ nhì mà chúng ta thấy sẽ dĩ phục hưng bắt đầu là bởi vì phục hưng bắt đầu với tinh thần hiệp nhất của con dân Chúa tinh thần hiệp nhất của con dân Chúa phục hưng bắt đầu khi con dân của Chúa ý thức tầm quan trọng của yếu tố tâm linh và phục hưng bắt đầu khi có tinh thần hiệp nhất của con dân Chúa. Câu mở đầu ghi như thế nào? Nehemi đoạn 8 câu 1. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Quý vị có bao giờ thấy một sự đồng lòng như vậy không? Như thể một người. Đông người nhiều người Nhưng tất cả đều đồng lòng Nhóm hiệp như thể một người Nếu chúng ta nhìn lên trên Ở Nehemi đoạn 7 câu 66 Thì biết rằng con dân của Chúa Bây giờ là 42.360 người Đoạn 7 câu 66 Ghi rằng cả hội chúng hiệp lại được 4.2.360 người Tôi không biết là bữa hôm ngày lễ đó có bao nhiêu người Mà chắc cũng có đến hàng vạn người Nhưng hàng vạn người này Kinh Thánh ghi như thế nào Dân sự đều nhóm hiệp như thể Một người Ngày 1 tháng 7 của người Do Thái Cũng tương tự như ngày đầu năm của chúng ta Hàng vạn người họp lại Nhưng đồng lòng như thể một người Quý vị và tôi chúng ta có đồng lòng như vậy không? Đồng lòng như thể một người Chúng ta thường nói 9 người thì có bao nhiêu ý? 10 ý chín người chín ý là đã mệt rồi mà chín người đến 10 ý nhưng mà con dân của chúa ở đây toàn thể lại cả ngàn người mà như thể một người ý muốn của dân chúng là họ đồng lòng với nhau và cái ý muốn đó là muốn nghe lời chúa muốn làm theo lời của chúa chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo nhưng đây là cái sự hiệp một cái sự yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa mà chúng ta thấy được nơi con dân của Chúa và đó là điều mà chúng ta phải bắt chước làm theo. Chúng ta phải để ý đến vấn đề tâm linh. Chúng ta phải đồng lòng hiệp một với nhau, đồng lòng hiệp một để ý đến giá trị của lời Chúa, lắng nghe lời Chúa và làm theo lời của Chúa. Và đó cũng là điểm thứ ba chúng ta thấy ở tại đây. Lời Chúa được đặt đúng chỗ trong đời sống của con dân Chúa. Lời Chúa được đặt đúng chỗ trong đời sống của con dân Chúa. ở trong yếu tố lời Chúa ở tại đây chúng ta thấy có ba điều mà lời Chúa được đặt đúng chỗ trong đời sống của con dân Chúa. Chứ hết là con dân của Chúa ham thích lời của Chúa, con dân của Chúa ham thích lời của Chúa. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu 1 phần b. Bây giờ dân sự để nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của môi mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân chúng. Chúng ta để ý ở đây không phải là ông Nehemi kêu gọi, không phải là ông Ezra kêu gọi, phải tới. Nhưng mà chính họ đồng lòng một ý như một người nói, Mấy ông ơi xin đem quyển sách luật pháp Xin người đem quyển sách luật pháp của Moshe Mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel Quý vị có tấm lòng yêu mến lời Chúa xin một sư giảng nữa để giảng dài nữa không? Hay là sắp tới 12 giờ qua đồng hồ rồi. Con dân của Chúa đồng lòng hiệp lại với nhau muốn nghe lời Chúa. Con dân của Chúa là người khởi xướng they take initiative in the listening to the word of God. Yêu cầu đem luật pháp của Chúa đến để đọc cho họ nghe. Tôi ước gì hội thánh này cũng đồng lòng như vậy. Đồng lòng ham thích lời của Chúa Muốn nghe lời của Chúa vô cùng Tất cả mọi người đều ham mến lời Chúa Đều đồng lòng xin cho được nghe lời Chúa Để mục sư không phải nhắc nhở kêu gọi nài mời Đó là điều quý giá vô cùng Mục sư Raymond Brown là một vị mục sư người Anh ở London Khi viết về tinh thần ham mến lời Chúa của con dân Chúa trong phân đoạn này Đã viết những lời như thế này Ông nói rằng con dân của Chúa thèm khát lời Chúa Nhưng người đói thèm ăn và ông viết tiếp như thế này Suốt cả lịch sử của Kinh Thánh cũng như lịch sử của Hội Thánh Chúng ta thấy là một trong những đặc tính của sự phục hưng Thật sự là việc Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài Lòng khao khát những điều thuộc phạm vi tâm linh Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài lòng khao khát những điều thuộc phạm vi tâm linh. Con dân của Chúa thèm khát chân lý của Chúa và bao nhiêu cũng thấy không đủ. Quý vị có thèm khát lời của Chúa hay là không? Lẽ ra buổi sáng hôm nay chúng ta phải hát bài Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát Như con thèm khát Chính Chúa Cha toàn năng Có những câu ở trong thi thiên thứ 119 Cho chúng ta thấy lòng yêu mến lời Chúa Hay là thèm khát lời của Chúa Thi thiên 119 câu 103 nói như thế này Lời Chúa ngọt hỏng tôi dường bao Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi Quý vị có thấy lời Chúa là ngọt ngào Cho cuộc đời của mình không? khi nào chúng ta thấy lời của Chúa là ngọt ngào thì chúng ta sẽ ham thích lời của Chúa. Thi thiên 119 câu 111 ghi như thế này: Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tác giả nói rằng lời của Chúa đem lại cho tôi niềm vui. That's my joy is to listen to the word of God. Và cũng Thi thiên 119 câu 127 ghi rằng nhưng đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng rồng Vàng đang lên giá nhiều lắm, ở đây ai cũng yêu vàng hết. Nhưng mà tác giả nói rằng ông yêu lời của Chúa hơn vàng. Điều đó cho thấy rằng lời Chúa rất là quý giá, quý báu trong cuộc đời của ông. Và chưa hết, trong câu 131 tác giả nói như thế này. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răn Chúa. Ông cho chúng ta thấy điều gì tại đây Lời của Chúa nó quý báu và cần thiết cho ông như là Hơi thở của mình Quý vị có được những điều đó không Có lời Chúa là quý báu Ngọt như mật Quý như vàng Cần thiết như hơi thở Đó là chính tấm lòng của con dân Chúa Khi họ hiệp lại như một người Ở tại trước cửa nữa để cho hội thánh của Chúa được phục hưng Quý vị và tôi cũng phải đồng lòng một ý khao khát lời của Chúa Ham thích lời của Chúa Yêu mến lời của Chúa như vậy Ước mong quý vị sẽ dành thời giờ Để lắng nghe lời của Chúa Mỗi ngày ở trong đời sống của mình Dành thời giờ đến học trường Chúa Nhật ở Trong mùa hè vừa qua chúng ta có cái lớp Đặc biệt học được 5 tuần rồi sau đó Những người đến rồi cũng không đến nữa Tuần tới là ngày trường Chúa Nhật Các em bắt đầu vào một niên học mới Ước mong quý vị Mỗi người hãy dành thời giờ Đến sớm để học lời của Chúa Hãy yêu mến, hãy ham thích lời của Chúa Học hỏi lời của Ngài để đời sống Đức tin của mình được tăng trưởng Để cảm nhận sự ngọt ngào của lời Chúa ở Trong cuộc đời của mình Quý vị làm điều đó không? Hãy tuần tới nhớ nhé Tuần tới hãy dành thời giờ đến học trường Chúa Nhật Thêm có một tiếng đồng hồ nữa thôi quý vị Hãy dành thời giờ quý vị sẽ thấy lời của Chúa quý báu Đem lại sự phục hưng cho hội thánh Đem lại sự tươi mới cho cuộc đời của mình Đó là điều thứ nhất Con dân của Chúa ham thích lời của Chúa xin Chúa cho chúng ta cũng ham thích lời của Chúa như vậy. Thứ nhì, con dân của Chúa để ý nghe lời Chúa. Con dân của Chúa để ý nghe lời của Chúa. Câu 2 cho đến câu 8 ghi như thế này. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Esra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Câu 3. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ đầu từ rạng đông cho đến trưa là bao nhiêu tiếng đồng hồ sáng sớm cho đến trưa 6 tiếng đồng hồ có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được quý vị để ý là họ đứng chứ không được ngồi đâu nha cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự về người đứng cao hơn chúng khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy con dân của chúa để ý nghe lời chúa đây là hình ảnh hay là quang cảnh một buổi thờ phượng ngoài trời đầy phước hạnh khi con dân của chúa ước ao được nghe lời chúa ông ezra đã làm gì ông làm một cái bục bằng gỗ cái sạp bằng gỗ đứng cao để ông có thể đọc lời của chúa cho họ nghe Ngày xưa không có cái hệ thống phóng thanh, không có truyền thanh truyền hình gì cả, cho nên phải đứng cho cao để người ta thấy, người ta nghe mà thôi. Và câu 3 cho thấy rằng suốt 6 tiếng đồng hồ họ đứng ngoài trời để nghe lời của Chúa. Thật sự nghe, thật sự nghe ý tôi muốn nói vậy. Vì Kinh Thánh ghi rằng cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Cả dân sự làm gì? Lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Bản NIV dịch là listen attentively. Ở Trong nguyên văn tiếng Hebrew là tai của mỗi người đều hướng về quyển sách luật pháp. Tai của mỗi người đều hướng về quyển sách luật pháp này. Lắng tai hàm ý chúng ta phải để cho lời Chúa đi vào trong lòng của chúng ta, để cho lời đó kết quả trong đời sống của chúng ta. Quý vị ngồi trong nhà thờ này có thể nghe lời Chúa, nhưng có thể nghe từ tai này qua tai kia nghe rồi thôi. Nhưng mà lắng nghe là gì? Lắng nghe là để cho lời Chúa nó thẩm thấu vào ở trong cuộc đời của chúng ta như một cái đám đức tốt tiếp nhận hột giống và kết quả quý vị nhớ là có hột giống nó có sự sống ở trong đó nhưng mà khi nó rơi ở nơi đất dọc đường khi nó rơi ở nơi đất đá sỏi khi nó rơi vào bụi gai nó có sự sống nó mạnh đến đâu đi nữa nó vẫn không kết quả bởi vì cái tấm lòng không tiếp nhận lời chúa là lời sống và linh nghiệm nhưng nếu chúng ta không mở lòng ra không tiếp nhận lời của chúa lời đó cũng sẽ không kết quả trong cuộc đời chúng ta được Quý vị và tôi chúng ta cần phải hướng về lời của Chúa Xin cho lời của Chúa đi sâu vào cuộc đời của mình Chúng ta cầu nguyện ra về rồi Để cho lời Chúa vẫn tiếp tục ở trong chúng ta Không phải là ra về là chúng ta không còn gì nữa Sứ đồ Gia Cơ khuyên chúng ta ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 21 Ông cho thấy rằng lời Chúa giống như hột giống Ông nói rằng hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn anh em đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng ở trong lòng anh em như vậy chúng ta thấy trước hết à, thứ nhì con dân của chúa để ý hay là lắng nghe lời chúa thứ nhất là họ ham thích lời chúa thứ nhì họ để ý nghe lời chúa và thứ ba con dân của chúa đáp ứng lại với lời của chúa chẳng những họ ham thích để những họ để ý nghe Nhưng họ cũng đáp ứng lại với lời của Chúa Con dân của Chúa đã đáp ứng như thế nào Kinh Thánh cho chúng thấy Ta thấy có ba điều mà con dân của Chúa đáp ứng lại với lời Chúa tại đây Trước hết là họ tôn trọng lời của Chúa Dân sự bày, dân sự bày tỏ lòng kính trọng hay là tôn trọng lời của Chúa Chúng ta thấy điều đó trong câu 5 Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự Vì người đứng cao hơn chúng Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy họ đang ngồi nhưng mà khi ezra bắt đầu mở sách luật pháp ra là họ đứng dậy để bày tỏ lòng tôn trọng lời của chúa ngày nay có một số hội thánh có thói quen đứng dậy mỗi khi nghe đọc kinh thánh mỗi khi đọc kinh thánh là phải đứng dậy đây là một cái điều rất là tốt cần làm nhưng mà nhiều khi nó chỉ là một cái thói quen mà thiếu đi cái tinh thần kính trọng lời chúa thật sự có những người còn cảm thấy bực mình khi phải đứng dậy nữa vấn đề quan trọng là thái độ của chúng ta khi nghe lời của chúa Quý vị và tôi khi chúng ta nghe lời của Chúa Chúng ta có cái thái độ kính kiền Cung kính nghe lời của Chúa Tôn trọng lời của Chúa hay là không Đứng lên để mà nghe lời của Ngài Sứ đồ Phaolô nói về các tín hữu Ở Thessalonica Trong Thessalonica thứ nhất Đoạn 2 Câu thứ 13 những lời như thế này Ông nói rằng bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi Về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời Mà chúng ta đã truyền cho Không coi như lời của loài người Bèn coi như lời của Đức Chúa Trời khi các con cái chúa tại Thessalonica Ông Phaolô thấy rằng họ tiếp nhận lời của ông Phaolô giảng Không phải là lời của người Mà là lời của Đức Chúa Trời Mỗi khi quý vị nghe giảng lời Chúa Không phải là lời của chúng tôi Nhưng là lời của Chúa vì vậy chúng ta phải kính trọng Phải nghiêm chỉnh nghe lời Chúa Và tiếp nhận lời của Ngài một cách cung kính Thứ nhì Dân sự đồng thanh với người hướng dẫn thờ phượng Chúa Tôi rất thích điều này ở trong câu thứ 6 Câu 6 ghi như thế này Esra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả Cả dân sự bằng giơ tay lên Mà đáp lại rằng Amen, Amen Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất Mà thờ lại Đức Jehovah Đây là một cái hình ảnh của một cái cuộc thờ phượng Rất là sống động sáng nay quý vị thờ phượng rất là tốt, rất là sống động nhưng chúng ta còn cần sống động hơn nữa. một khi chúng ta hát một bài hát nào đó, nói một điều gì đó, những người hướng dẫn người ta đi, chúng ta phải đồng thanh amen. Tôi rất thích đi dự thờ phượng ở nhà thờ của người da đen. Amen, praise the Lord, say it again, brother. Đồng thanh với người hướng dẫn thờ phượng. Có lẽ quý vị hồi nãy thấy đọc tên mấy cái người gì Sema, Anaya, Uri Đọc thấy dài dòng quý vị để ý thấy không Mấy người đứng bên hữu, mấy người đứng bên tả Quý vị thấy băng Nếu mà sách Nehemi được viết cho Hội Thánh Oran cũng là Có anh hậu, có những người trong ban hát thờ phượng đứng lên hát Và khi ban hát thờ phượng đứng lên đây thì họ làm gì Đồng thanh đáp ứng lại Amen Chúng ta hãy có cái tinh thần thờ phượng đó Có những người đứng thờ phượng Đứng, đứng. Để ngồi xuống hát, hát dở cũng được, hát sai cũng được, mà hãy có tấm lòng thờ phượng, đáp ứng lại xin amen. Đây là điều mà chúng ta cần có. Tôi hướng dẫn quý vị thờ phượng, mà quý vị phải đồng thanh với tôi để chúng ta cùng cơn ngợi, ca, ca ngợi, cùng thờ phượng Chúa. À, xin đừng ai yên lặng hay là thụ động, nhưng hãy cùng nhau tôn thờ Chúa. Quý vị có đi nghe rock concert hay bao giờ chưa? quý vị thấy người ta say mê những cái người hát đó và chúng ta cũng phải say mê chúa giống như vậy à, chúng ta thường dễ đi đến cái chỗ có cái quan niệm tôi đã nói một, một lần rồi là những người đứng ở đây là những người trình diễn và quý vị là khán giả thưa quý vị không phải như vậy ai là khán giả chúa ai là người trình diễn quý vị Chúa đang nhìn và xem thử quý vị đang perform, đang đang thờ phượng Chúa như thế nào. Mấy cái người này chỉ là mấy người nhắc tuồng thờ thơ quý vị. Giúp đỡ quý vị thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa trong cái tinh thần ca ngợi Chúa hết lòng. Chúa mới là khán giả. Và điểm thứ ba chúng ta thấy ở đây con dân của Chúa đáp ứng với lời Chúa thứ nhất là họ tôn trọng lời của Chúa, thứ nhì là họ đồng thanh với người hướng dẫn thờ phượng và thứ ba là họ hiểu lời của Chúa. Họ hiểu lời của Chúa Chúng ta thấy trong câu 8 Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời Rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc Ông ấy ra không phải chỉ đọc lời của Chúa không mà thôi Nhưng mà ông giải thích để cho mọi người đều hiểu Sáng nay khi mới đọc Kinh Thánh Có lẽ quý vị chưa hiểu Nhưng bây giờ quý vị hiểu được chưa Quý vị hiểu lời Chúa không Ước ừ mong rằng quý vị được hiểu lời Chúa mỗi ngày Và khi chúng ta hiểu lời Chúa rồi Chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa Lời của Chúa không phải chỉ rao giảng, chỉ đọc, nhưng phải giúp cho người nghe hiểu được lời Chúa. Tôi hy vọng là mỗi chủ nhật đến đây, quý vị chẳng những được nghe lời Chúa nhưng cũng hiểu được lời Chúa. Bởi vì có hiểu thì chúng ta mới áp dụng được. Như vậy, chúng ta thấy phục hưng bắt đầu khi nào? Phục hưng bắt đầu khi con dân của Chúa ý thức tầm quan trọng của yếu tố tâm linh. Phục hưng bắt đầu trong tinh thần hiệp nhất, đồng lòng của con dân Chúa và phục hưng bắt đầu khi con dân của Chúa đặt đúng chỗ hay là đặt lời chúa đúng chỗ trong đời sống của mình bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem những dấu hiệu hay là kết quả của một cuộc phục hưng phục hưng đem lại những kết quả nào mỗi một cuộc phục hưng ở trong lịch sử của con dân chúa hay là lịch sử hội thánh có những dấu hiệu khác nhau nhưng tự trung thường có những kết quả như thế này thứ nhất là con dân của chúa ý thức về tội lỗi và ăn năn con dân của Chúa ý thức về tội lỗi và ăn năn. Không có một cuộc phục hưng nào xảy ra mà không có vấn đề xưng tội và ăn năn. Vì chỉ khi nào con dân của Chúa bằng lòng từ bỏ tội của mình và quay trở lại với Chúa mới có một cuộc phục hưng thật sự. Câu 9 ghi như thế này: Nehemi quan tổng trấn Esra thầy tế lễ và thầy thống giáo cùng người Levi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả Israel rằng ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi chớ để tan cũng đừng khóc lóc vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Tại sao con dân của Chúa khóc khi nghe các lời của luật pháp? tuần tới tuần tới nữa chúng ta qua đoạn 9 chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhưng đây là họ bày tỏ cái thái độ ăn năn xưa nay họ không nghe lời Chúa họ không biết rằng họ phải giữ luật pháp của Chúa phải làm điều này điều nọ bây giờ họ biết tội lỗi của mình họ ăn năn tội và họ đã khóc lóc con dân Chúa khóc vì từ lâu họ không nghe lời Chúa và vì không nghe lời Chúa không biết lời Chúa dạy gì để cho họ làm theo bây giờ được nghe lời Chúa họ mới biết được mới thấy được tình trạng tội lỗi của mình cho nên họ ăn năn khóc lóc ở trong khóa Thánh Kinh mùa hè vừa qua Quý vị có đi học đó Chúng ta học ở trong sách Yoen đoạn 2 câu thứ 12 Yoen đoạn 2 câu thứ 12 dạy rằng Đức Giê hô va phán bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta và kiêng ăn khóc lóc và buồn đầu hãy xé lòng các ngươi đừng xé áo các ngươi hãy ăn năn khóc lóc và buồn rầu ở trong tân ước sứ đồ gia cơ dạy ở trong gia cơ đoạn 4 những lời như thế này Ông nói rằng Hãy đến gần Đức Chúa Trời Thì Ngài sẽ đến gần anh em Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình Có ai hai lòng Hãy làm sạch lòng đi Hãy cảm biết sự khốn nạn mình Hãy đau thương khóc lóc Hãy đổi cười ra khóc Đổi vui ra buồn Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên Khóc lóc Ăn năn tội của mình là một yếu tố cần thiết Trong đời sống của người tin Chúa Trong tám phước lành khi Chúa Sư giảng Chúa Sư bắt đầu bằng phước lành gì Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. và điều thứ nhì chúa nói là gì phước cho những kẻ than khóc chúng ta phải ý thức cái tình trạng thuộc linh của mình như thế nào rồi ăn năn khóc lóc thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự tha thứ của chúa chúng ta mới kinh nghiệm được ơn phước của chúa trong cuộc đời của chúng ta trong sách sử ký thứ nhì đoạn 7 câu thứ 14 trong lời cầu nguyện của vua Salomon khi ông dân đền thờ thì ông cầu nguyện với chúa như thế này ông cầu nguyện rồi và chúa trả lời với ông như thế này Nhược bằng dân sự ta Là dân gọi bằng danh ta Hạ mình xuống cầu nguyện Tìm kiếm mặt ta và trở lại Bỏ con đường ta Thì ta ở trên trời sẽ nghe Tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ Khỏi tai họa Khi nào con dân của Chúa hạ mình xuống Ăn năn khóc lóc thì Chúa sẽ nghe Và cứu xứ sở khỏi tai họa Thưa quý vị hơn lúc nào hết Đất nước mà chúng ta đang sinh sống này Tình trạng thuộc linh của chúng ta cần chúng ta quay lại với Chúa ăn năn khóc lóc để Chúa tha tội cho chúng ta cứu đất nước chúng ta ra khỏi mọi tai họa chúng ta cần khóc cho tội lỗi của mình của dân sự của mình đây là điều mà chúng ta cần phải quay trở lại với Chúa con dân của Chúa trước hết ý thức về tội lỗi và ăn năn đây là điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày ở trong đời sống của mình mỗi ngày chúng ta đều cần phải tắm rửa thân thể của mình cho sạch đối với tình trạng tâm linh của vậy Chúng ta sống trên trần gian này Chúng ta cần được sự thanh tẩy của Chúa Cần được sự tha thứ của Chúa Khi chúng ta ý thức về tội lỗi và ăn năn Chúng ta sẽ tôn thờ Chúa Và hầu việc Chúa một cách có kết quả Thứ nhì Con dân của Chúa nhận ý thức về tội lỗi và ăn năn Con dân của Chúa có một cái nhìn mới Con dân của Chúa có một cái nhìn mới Và có ba cái nhìn mới Mà chúng ta thấy ở trong phân đoạn kinh thánh này Thứ nhất là họ có một cái nhìn mới về niềm vui của chúa và tận hưởng chúa họ có một cái nhìn mới về niềm vui của chúa và tận hưởng chúa chúng ta biết rằng khi chúng ta có cái nhìn đúng thì chúng ta sẽ hành động theo cái nhìn đó Chúa cho thấy là khi ăn năn xưng tội chúng ta sẽ được tha thứ và khi được tha thứ thì chúng ta sẽ có niềm vui của Chúa và tận hưởng Chúa như trong Thi Thiên 51 chúng ta hát sáng hôm nay. Xin ban lại cho tôi tới Chúa sự vui vẻ mà Chúa đã 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 làm chúng ta buồn rầu là bởi vì chúng ta tội lỗi đó. Thứ nhất là có niềm vui của Chúa và tận hưởng Chúa. Khi con dân của Chúa ăn năn tội khóc lóc thì những người lãnh đạo nói với họ những lời như thế này. Câu 9 và câu 10. Nehemi nói với con dân của Chúa ngày nay là thánh cho Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi chớ để tan cũng đừng khóc lóc vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemiah nói với chúng rằng hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chúng ta đọc chung với nhau phần cuối của câu thứ 10 chớ buồn thảm. Vì... Vì lại. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức giê hô là sức lực của các người. đó à, là câu gốc của chúng ta hôm nay và đây cũng là câu mà tôi rất là ưa thích. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức giê va là sức lực của các người. Đây là những câu đầy khích lệ. Người ta thường cho rằng những người tin Chúa chẳng có gì sung sướng cả lúc nào cũng phải bắt ăn năn tội, xưng tội, khóc lóc. Họ cho rằng những người đời sống người tin Chúa là buồn thảm lắm. Thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Chúng ta phải ăn năn khóc lóc về tội lỗi của mình Nhưng sau khi được tha tội Niềm vui và hạnh phúc của chúng ta không có gì sánh bằng Khi vua David phạm tội và ăn năn Ông đã cầu nguyện với Chúa ở Trong thi thiên 51 câu 8 và câu thứ 12 như thế này Lúc này chúng ta đã đã có hát rồi đó Mình tôi xin đọc trong lời của Chúa Thi thiên 51 câu 8 David nói rằng Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc Và trong câu thứ 12 Em nói rằng Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ Về sự cứu rỗi của Chúa Give me back the joy Nếu quý vị có một cái điều gì buồn ở Trong cuộc đời của mình Đó chính là vì tội lỗi ở Trong đời sống của mình Khi chúng ta được thanh tẩy tội lỗi Chúng ta có niềm vui của Chúa Chúng ta sẽ có sức mạnh của Chúa Niềm vui lớn nhất và hạnh phúc lớn nhất là hạnh phúc được tha tội Thi Thiên 32 vua David nói gì Phước cho người nào được tha thứ sự vi phạm mình Được khỏa lấp các tội ác mình Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho Và trong lòng không có sự giả dối Hạnh phúc lớn nhất là hạnh phúc được tha thứ thưa quý vị Quý vị có thật sự được tha thứ không Quý vị có cái mối quan hệ tốt đẹp với Chúa với người chung quanh chưa Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta cái niềm vui ở trong Chúa con dân Chúa sau khi ăn năn tội và được Chúa tha thứ, Chúa bảo họ làm gì? Tôi thích câu này quá. Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngon và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Oh, it's good, huh? Đừng sợ cholesterol. Okay. Thưa quý vị, tận hưởng Chúa là như vậy. Là gì? Là ăn mừng, to celebrate. Tin chúa chẳng những là thỏa mãn tâm linh nhưng mà là toàn thể con người của chúng ta trưa nay hãy rủ nhau đi ăn mời nhau về nhà ăn để vui mừng vì ơn tha thứ chúa đã ban cho chúng ta để kết nối tình thân ở trong chúa nhớ là phải thật sự ăn năn phải từ bỏ tội lỗi chứ không phải là đi nhậu nhẹt đó nhé không thể cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi mà vui mừng được Quý vị nhớ trong câu chuyện người con hoang đàn ăn năn trở lại nhà Thì Kinh Thánh ghi lại điều gì không Chúng ta mở trong Luca đoạn 15 Ông cha khi thấy đứa con ăn năn tội trở về Ông cha nói điều gì trong Luca đoạn 15 câu 23 Hãy bắt bò con mập làm thịt đi Chúng ta hãy ăn mừng Và khi Chúa gõ cửa lòng của chúng ta Chúng ta mở cửa cho Chúa vào Thì Chúa nói gì Ta sẽ vào cùng người ấy Nói chuyện với người No Ăn bữa tối với người Và người với ta Có một cái sự tương giao thân mật gần gũi Ở trong cái bữa ăn đó Thưa quý vị đời sống tin Chúa Và đời sống của quý vị và tôi Là đời sống vui mừng và tận hưởng Chúa Như tôi đã nói tôi thứ nhất Cái phần cuối của câu 10 Cũng là câu gốc của chúng ta đó Chớ buồn thảm Vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va Là sức lực của các người tôi thích cái bài hát này mà tháng này tôi sẽ không hát được. quý vị có có vị biết không bài ha <laughs> sự vui vẻ đức gì hô và là niềm vui của các người quý vị có để ý là khi chúng ta buồn chúng ta không có sức lực để làm gì không khi mình buồn làm sao sự lờ không muốn làm gì hết phải không nhưng mà khi nào mình vui thì nó khi mà cũng làm hăng hái vì vậy hãy cầu xin chúa ban cho chúng ta niềm vui của chúa khi chúng ta có niềm vui của chúa rồi chúng ta sẽ có sức mạnh Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta Để vui sống, để hầu việc Chúa Để sống một đời sống có ý nghĩa Chính vì vậy mà tôi nói Không có một người nào tin Chúa mà Cái mặt dài hết Chúng ta phải là những người vui vẻ Tin Chúa là có niềm vui của Chúa Chớ buồn thảm sự vui vẻ của Đức Giêsu là sức lực của các ngươi Tôi cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho mọi quý vị Chúa ơi xin ban cho chúng con niềm vui của Chúa Xin ban cho chúng con niềm vui của Chúa Để con sống mỗi ngày Quý vị để ý thấy trong chín trái thánh linh Cái trái thứ nhì Sau trái yêu thương là gì Vui mừng Sau yêu thương là vui mừng Ăn năn xưng tội Chúng ta sẽ được tha thứ Sẽ có niềm vui của Chúa Và tận hưởng Chúa Đó là cái, cái nhìn thứ nhất Cái nhìn thứ nhì là Có tinh thần chia sẻ Có tinh thần chia sẻ trong câu 10 Nehemi nói rằng Hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết và trong câu thứ 11 vậy người Lê Vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng khá nín đi vì ngày nay là thánh đừng sầu thảm chi cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống gửi cho những người gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình bạn uh, hiểu đến dịch câu này như thế này toàn thể dân chúng đi ra ăn uống và gửi phần ăn cho người không có họ liên hoan trọng thể và họ hiểu được các lời người ta đã truyền dạy cho mình họ nghe lời Chúa hiểu lời Chúa họ vui mừng và họ làm gì chia sẻ cái niềm vui đó không phải chỉ giữ cho mình mà thôi ở đây nói về chia sẻ phần ăn chia sẻ vật chất đây là điều mà chúng ta cần bắt chước làm theo mời nhau đi ăn chia sẻ vật chất cho nhau nhưng mà tinh thần chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đó cũng hàm ý là chúng ta chia sẻ niềm vui của chúng ta tại sao chúng ta có niềm vui này bởi vì chúng ta tin nhận Chúa tội lỗi chúng ta được tha sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa làm tất cả mọi sự Hãy vui mừng trong Chúa Chúng ta có niềm vui Chúng ta chia sẻ cái niềm vui đó Trưa nay hội thánh sẽ có thời giờ đi ra chứng đạo Hãy tham gia Đạo của chúng ta gọi là đạo gì Tin lành Tin lành là gì Good news Tin vui We have good news Are we going to share Trong tờ chương trình Đâu rồi Có tờ truyền đạo đơn Việc làm và đời sống Mỗi người đều có hết Cuối tuần này là lễ Labor Day weekend Quý vị có thể trao cho người bạn một thân hữu Cuối tuần này là Labor, Labor Day weekend Ngày lễ lao động biết lễ lao động là lễ gì không? Đọc tên này nè Ok Quý vị hãy chia sẻ tin mừng này Cho những người chung quanh Nếu quý vị không đi trưa nay được Nhưng mà hãy Chia sẻ tin mừng như con dân của Chúa ngày xưa Như vậy chúng ta thấy con dân của Chúa Có cái nhìn mới Và niềm vui trong Chúa Con dân của Chúa Có cái nhìn mới trong việc chia sẻ và điểm thứ ba là họ cũng có cái nhìn mới về ý nghĩa của đời sống Tôi đọc từ câu 13 để quý vị thấy Quý vị mở Nehemi đoạn 8 Tôi đọc từ câu 13 Đó là ngày thứ nhất Bây giờ qua ngày thứ nhì qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đã nhóm lại bên Ezra là thầy thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp, không phải nghe một ngày, ngày thứ hai. Tiếp tục nghe nữa chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va Mô-sê phán rằng giê phải ở trong nhà lều đường lúc lễ tháng bảy đọc luật pháp nói rằng tới tháng bảy phải giữ lễ lều tạm và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng những nhánh cây sim những tàu lá kè và những nhánh cây rậm đặng làm những nhà lều y như đã chép Dân sự bèn đi ra đem các lá ý về Mỗi người để làm nhà lều trên nóc nhà mình Ngoài sân mình Trong hành lang của đền Đức Chúa Trời Nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phú tù Được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó Từ đời vô con trai của Nun Tức là từ cái thời vô đất hứa đó Cho đến ngày ấy Dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy Bèn có sự rất vui mừng Mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chó người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời nghe lời Chúa nữa. Chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Con dân của Chúa ngày xưa được truyền mỗi năm phải giữ ba ngày lễ quan trọng, đó là lễ Vượt Qua, lễ Lều Tạm và lễ Ngũ Tuần. Lễ Vượt Qua là ngày lễ kỷ niệm họ được giải phóng khỏi Ai Cập, lễ Lều Tạm nhắc họ nhớ những ngày lang thang trong sa mạc ở trong lều và lễ ngũ tuần nhắc họ về ơn lành Chúa ban cho họ trong mùa gặt. Những điều này được ghi trong sách luật pháp của Chúa nhưng lâu nay họ không đọc nên họ không biết. Bây giờ đúng vào tháng 7 họ đọc và biết rằng mình phải giữ lễ lều tạm trong tháng này cho nên con dân của Chúa đã ra đi bẻ cây lá về nhà lều để làm lễ lều tạm. Lễ lều tạm nhắc cho con dân của Chúa nhớ những ngày mình lang thang trong sa mạc Nhưng được Chúa cứu, Chúa giải phóng đem vào vùng đặc hứa và cũng nhắc cho họ nhớ về nơi ở đời đời trong tương lai như tác giả Heberer nói về Abraham. Thưa quý vị, đây cũng là cái nhắc nhở mà quý vị và chúng ta cần có về ý nghĩa của đời sống. Quý vị và tôi là cái gì trên trần gian này? Chỉ là những lữ khách, những người đi tạm qua trần gian này mà thôi. Transit passenger. Chúng ta đừng sống như thể là chúng ta ở đời trên trần gian này. Đời này chỉ là tạm có thể nào so sánh với giá trị đời đời của nước Chúa. Nhưng mà quý vị và tôi chúng ta đang sống như thế nào? Dù chúng ta ở trong nhà chắc chắn Nhưng hãy nhớ rằng thế gian này chỉ là tạm Chúng ta đang tìm kiếm một quê hương tốt hơn ở trên trời và khi chúng ta sống ở trên đời tạm này Chúng ta phải biết ơn Chúa Và những ơn chăm sóc giữ gìn của Chúa Trong quá khứ Những lễ lạc Chúa truyền dạy cho con nhân Chúa Nhằm giúp cho họ một điều mà thôi là để làm gì Quý vị biết không Để họ không quên Chúa nói trong sách Phục truyền lời ký e kẻ các ngươi vào trong vùng đất nữa Đất hứa ăn uống đầy đủ rồi quên Sáng nay chúng ta vừa dự lễ tiệc thánh để làm gì? Để nhớ đến Chúa. Và tất cả những cái lễ mà Chúa ban cho con dân của Chúa đã nhắc chúng ta nhớ. Đừng để nó trở thành một thông lệ hay là không còn suy tư, không còn cảm xúc gì nữa. Con dân của Chúa ngày xưa đã có một cái nhìn mới và lễ lào tạm, lều tạm. Họ nhớ rằng mình phải nhớ những ngày lang thang trong sa mạc, họ nhớ mình ở tạm ở trên trần gian này mà thôi. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi cũng có một cái nhìn mới và lễ tiệc thánh ngày hôm nay. Nhớ những gì Chúa đã làm cho mình sống như thế nào hướng về ngày tương lai huy hoàng lúc Chúa trở lại trong lễ tiệc thánh tôi thích nhất cái câu gì quý vị biết không cái câu là cho tới lúc Ngài đến cho tới lúc Ngài đến có những cái hội thánh trên cái bàn tiệc thánh chỉ có ba chữ mấy chữ đó thôi until He comes có ba chữ thôi ba cái chữ cho đến lúc Ngài đến cho chúng ta thấy điều gì thứ nhất là đời này chỉ tạm thôi rồi sẽ đến lúc chấm dứt lúc Chúa trở lại có vị có tin rằng Chúa sẽ trở lại không Chúa Giêsu sẽ trở lại until He comes thứ nhì nó cho chúng ta có hy vọng có gì đi nữa có đau khổ có gì đi nữa until He comes Chúa sẽ trở lại và thứ ba nó nhắc cho tôi về cái lòng trung tín với Chúa ta phải tiếp tục giao sự chết của Chúa cho tới lúc ngài đến ta phải sống cho Chúa until He comes quý vị và tôi chúng ta hãy có cái nhìn mới vào lời của Chúa để rồi có cái nhìn mới về niềm vui ở trong chúa về việc chia sẻ tin mừng và hy vọng mà chúa dành cho chúng ta trong tương lai chúng ta cùng đứng hướng lòng về chúa để cầu nguyện